Chào các bạn, Macintosh là một hãng âm thanh có lẽ là lâu đời nhất nhì của nước Mỹ. Nó được thành lập vào năm 1946. Thì không những là đây một hãng âm thanh lâu đời mà đây cũng là một hãng âm thanh vang danh khắp thế giới. Các sản phẩm âm ly của Macintosh đã làm lên một thương hiệu toàn cầu. Bất cứ fan hâm mộ nào của nghệ thuật nghe nhìn đều muốn sở hữu những âm ly, những bộ rè bao của Macintosh, thì chất âm nó thật sự là rất là ấn tượng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn không phải là âm ly hoặc là rè bao của Macintosh, mà là một cặp loa rất là hiếm của Macintosh. Thì hãng cũng không chuyên làm loa, nhưng mà khi đã làm ra những dòng loa này thì hãng rất trau chuốt về các đặc tính các sóng âm, hãng nghiên cứu rất kỹ. Thì đây là một cặp loa mà được các giới chơi audiophile trên thế giới đánh giá rất cao. Bởi cặp loa này hãng Macintosh đã làm để test với rất nhiều bộ rè bao của hãng cũng như các dòng âm ly của hãng Macintosh. Thì model loa ở đây là XR14. Rồi, mình sẽ mở lưới để cho các bạn cùng xem. Rồi, mở ra các bạn có thể thấy loa có thiết kế rất là ngầu, 4 đường tiếng với một bát 27 cm, một mid mid khoảng 8 cm và một super mid và một loa rét. Thùng là vân gỗ, là gỗ lạng rất là đẹp và sang trọng, gỗ rất là cứng chắc. Đây, rép của loa. Rép loa rất là đẹp. Mid, super mid nhìn thiết kế rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Hầu như chỉ có hãng Macintosh mới có thiết kế này. Thiết kế loa mid này. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy về phía sau. Đây, model Macintosh XR14. Đặc biệt loa có hai cầu chì để bảo vệ rép và mic. Khi chúng ta chơi mà nếu âm ly có vấn đề gì, loa sẽ tự ngắt ngắt âm ly. Cái này thì phải với âm ly có chức năng bảo vệ nha các bạn. Những âm ly nó không có mạch rờ le thì nó sẽ không ngắt được đâu. Nó sẽ cháy cầu chì. Ok, loa made in USA, các thông số loa phía sau chỉ là vậy. Chỗ cắm dây loa, rồi mình điểm qua một chút thông tin về đội loa này. Nó được sản xuất vào khoảng năm 1970 đến 80. Nó bán thời gian rất dài vì hãng Macintosh không có ra nhiều loại loa, nên một model loa hãng sẽ bán trong rất nhiều năm. Model này được bán từ năm 70 đến năm 80. Sau đó hãng ra các dòng loa khác, model khác. Rồi, dưới góc chúng ta là logo Macintosh. Nó có bóng đèn, có đèn báo hiển thị nếu chúng ta chơi quá tải. Bên kia cũng vậy. Ok. Thì mình sẽ đánh giá cá nhân mình về chất âm đôi loa này. Đây là một đôi loa 4 đường tiếng, mà nghe chất âm nó rất là chi tiết, nó các dải nó ra không có hòa quyện vào nhau, nó ra rất là đều, các dải không có bị lộn vào nhau. Âm bass nó ra rất là sâu, khỏe chắc. Chúng ta nghe rất dễ ghép bass khi nghe với các âm ly cổ hoặc là những âm ly khoảng trên 150 quá là chúng ta có thể đánh ok rồi. Nghe các loại nhạc vàng trữ tình, các loại nhạc thiên về nhạc cụ có mang tính chi tiết trong bản nhạc thì đôi loa này thể hiện rất là đặc sắc, rất là ngọt ngào. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe. Thank you.
Rồi mình đã hoàn thành xong bài test đôi loa Macintosh XR14. Thì nếu các bạn có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình theo số điện thoại trên. Ghé thăm website nguyenhongaudio.com để tham khảo những sản phẩm mới. Và nếu các bạn đã chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký dưới góc màn hình, nút màu đỏ và chữ đăng ký để sẽ được cập nhật những video mới nhất mà mình update mỗi ngày. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào các video clip sau.